em xin báo giá lại máy cơ điện Chansa, mã sản phẩm là M1L405, giá là 730.000 đồng, là miễn phí vận chuyển nhé. Chọn bộ thì bao gồm một máy cơ điện Chansa 2800W, lam xích đầy đủ, xích này, lam này dài 48 cm nhé, lam này dài 48 cm, các lá chắn bảo vệ đầy đủ nhé, và tay lắp đầy đủ. Giờ sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về máy. Đây là máy cơ điện Chansa 2800W. Máy cơ điện này là máy cơ điện của Đài Loan. Thì bên em cũng nhập cái dòng cơ điện này để bán ở ngoài thị trường cũng khá là lâu rồi, được 2 năm rồi. Nhưng hiện tại bây giờ bọn em mới có thời gian để làm cái video về sản phẩm này. Đây, thông số của máy là Chansa này, M1L405, điện 220 này, 50Hz này, công suất của nó là 2800W này. Tốc độ vòng quay của nó là 600 vòng trên phút. Đấy, bán kính lưỡi của nó là 405. Máy cơ điện này, tất cả những cái dòng máy cơ điện hoặc là máy khoan bê tông ở ngoài trường đều dùng chổi than nhé. Khi nào các bác dùng hết chổi than thì các bác có thể xoáy cái này ra, các bác thay cái chổi than nào vào. Để chổi than ở ngoài thị trường nó rất là rẻ, có 15.000 đồng một đôi chổi than. Đấy, đây là cỏ bấm này. Đấy, đây là khóa cỏ nhé. Đây, cỏ bấm này các bác phải bấm ngón tay cái này vào này thì máy nó mới chạy được. Đấy, nó ăn rất là an toàn. Đấy, khi bấm ngón tay cái vào thì máy bấm cỏ thì máy nó mới chạy được. Để cái tránh cái trường hợp các bác cỏ bấm này mà nó rất là nguy hiểm, thế nên nhà sản xuất người ta thiết kế ra thêm một cái cỏ bấm tay ngón tay cái này nữa. Đấy, dí cả hai cỏ thì máy nó mới chạy. Đấy nhá, thì lắp đặt nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây, lắp đặt nó như cái bộ phụ kiện này. Đây, lắp đặt nó như cái bộ phụ kiện này các bác đang xem. Lam xích thì mình lắp vào cái đường thẳng này. Đây là các cái tay cầm này, lá chắn này. Đấy, mình lắp ở bên khía cạnh này. Đây là lún vặn của nó, là đây, lún vặn như này. Cái lún vặn này là chính là cái nút đổ dầu. Các bác có thể đổ dầu thừa xe máy ô tô vào để mình sử dụng nhé. Đây là lún đổ dầu. Đây, nó tra dầu cho xích để mình tránh cái trường hợp xích nó lóng, nó đứt xích hoặc là nó mòn xích. Đấy, nó rất là tốt. Mình có thể là đổ dầu thừa ô tô xe máy vào để mình sử dụng nhé. Cá của nó này. Đấy, ở trong này nó có một cái rãnh tua vít để khi các bác nắp cái nam xích vào, xong là mình lấy cái tua vít mình đẩy cái rãnh này nó lên, xong nó đẩy căng cái xích nó nam nó lên là nó căng xích là mình cắt được. Đó, trọng lượng của cả lam xích cả cái máy này nó khoảng tầm 4 kg, rất là nặng, máy rất là khỏe nha. Giá thì bên em cũng đang để là 730.000 đồng là bao ship toàn quốc. Thì các bác quan tâm về sản phẩm hoặc là muốn mua sản phẩm thì liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại là 0975 842 993 và 0326 548 330 nhé. 730.000 đồng thì các bác được miễn phí ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bác có được mở kiểm tra rồi mình thanh toán tiền cho bưu tá nhé. Nhận hàng các bác được mở xem hàng rồi mình thanh toán tiền cho bưu tá. Còn cái công lắp đặt thì các bác về mình nghiên cứu mình lắp đặt sau, thì bởi vì những cái dòng máy cưa điện này thì lắp đặt nó cũng đơn giản thôi, đúng không ạ? Đây, lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Mình lắp đặt đây. Cái này thì em đã lắp đặt sẵn rồi. Đây, các bác có thể nhìn, cái này thì em đã lắp đặt sẵn rồi. Nó rất là dễ. Đây, nó rất là dễ. Lắp đặt nó thành một cái bộ như thế này nó rất là dễ. Đấy, nó không khó khăn gì cả. Nó không khó khăn gì cả nhé. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chúc các bác có sự lựa chọn ưng ý của sản phẩm của mình. Xin hẹn các bác trong những video tiếp theo nhé.